Ôi rồi mày xong rồi. Trời đất ơi là trời. Xe gì vậy xe? Còn tạm ở đâu rồi? Mẹ nào cũng muốn phòng cũng tưởng trời sập luôn. Trời ơi, nào gặp làm gì mày ngồi rồi rồi sụp mẹ. Mấy gà anh hai không phải chơi chim. Gà anh hai không phải chơi chim. Mà anh hai chỉ lấy cái cớ chơi chim mới gọi cho ra. Cái gì? Đi dùm đi kìa. Ngồi bên kênh ngang hiếu à? Ông hiếu đang tập đầu đưa đồ này á. Anh hai kìa. Nói chuyện với gái, nói chuyện với gái. Đâu? Con định mấy gài rồi, nói chuyện với gái hoài à. Để tao. Ở đây luôn, để tao. Ôi trời. Con nó dối gì đâu. Khủng quá, nó ngồi nó chơi, nó đi chơi gì ngoài cũng mất hoài vậy. Chim ngoài á. Hoài chim ngoài á. Không phải chơi chim. Nó rình ngoài á. Nghe nói chuyện với ai á. Ông đắt mày đâu ăn tày á. Anh nhớ em lắm, em anh muốn gặp em miết hà. Bớt nhảm đi thôi. Con không có nhảm. Tao đâu ngoại, tao gần mà không có là mày tới số nha. Mẹ gần đi. Đúng. Anh hai sắp có vợ mà anh hai làm gì với mẹ. Thôi mày bớt căng thẳng. Tao lát nữa, lát mẹ anh hai chụp cái này đầu anh hai. Mày ở đây đi, mày theo tao báo. Thôi con phải đi theo mẹ, mẹ theo mẹ. Bớt báo đi, để mình tao không quýnh mày à. Sao tao không quýnh thì nó quýnh hàng. Mày làm cái gì vậy? Sao tao chí? Ủa gì mày đi làm chí? Mày nói nó nói chuyện với gái đâu. Đừng làm tiếng chim cho nó hót. Nghe nó xạo gái rõ ràng. Gái gì? Giờ mày có khai không? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Trời ơi. Áo ai hồi nách dưới mẹ. Áo ai hồi nách dưới mẹ. Áo thôi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi khai cái gì? Thôi mà. Mày tha nó chuyện gái kiểu ai khai ra đi. Hồi nãy mày nói với con nào? Nói chuyện ai? Nói chuyện ai đâu? Sao không có tao ngồi tao nghe này mà em gì vậy mà. Trời ơi mày bị sao, có em nào. Mày làm gì mày bẻ thêm mất gì hả? Nó chín rồi. Sao biết chín? Sao tao không nghe mùi thơm mày. Dạo mày bẻ mất non mày. Mất thì mà không chín. Bị sao mày mẹ? Mất chín vậy.
giờ đừng có sang chuyện khác mà nói đi, nói thiệt đi. Anh hai đừng có đánh chống lãng. Đánh quá mẹ con mày bị bệnh hả? Nói đàng hoàng. Mẹ con mày bị bệnh hay gì? Con nào đâu? Số 10. Số 10 là ở đâu? Mới địch tới bích 9. Mới địch tới bích 9. Vô à. Thôi thầy, ở đây hết chuyện đàng hoàng, tự nhiên đi vô. Mày không có, mày mở điện thoại lên đi, tao coi. Có gì? Tao nghe nãy nè, hình vợ con nè. Đúng rồi. Sao mày tao biết rồi. Con chim hót, con chim hót nè. Mày ơi, không có phải không? Không phải. Chứ làm gì có ai nữa. Hồi nãy tao nghe gì ở số 10, chiều nay vô số 10 gì nè. Chiều nay vô số 10, anh nhớ em lắm. Mấy thằng kia của con đi nhậu á. Thằng nào của mày nhậu? Không, nghe tiếng đàn bà, nghe tiếng gái. Nói rõ ràng đi, nhà nước phân hào mà. Còn không là chết mẹ mà. Là mày có đứa con gái nào, con lâu chí con gái. Phẹm cơ bê lê. Phẹm cơ bê lê. Không, con chí con trai không ạ? À? Nói đây. Giận quá đi vô à. Nói đi chị chàng, mẹ thương không? Có gái đâu. Có gì vợ lỡ đâu á, nó có nói tao cũng muốn chừng đảo chứ. Không có. Có gì với tao phan hào. Có ai đâu bình thường. Đâu nó có chửi tao cũng biết được nó. Không có con nào hết trơn á. Có gì vậy? Nói không? Không. Đây thì dây không quýnh là đau luôn á. Có rồi mà không, ơ quên. Không phải không có chứ là có. Là gì sao? Không có sao? Có con nào gọi cho con đâu. Điện thoại bể nát tele me nè, ai mà gọi. Sao anh hỏi hai bể dưới à? Đi gỡ. Mày đừng có xạo nha. Đừng có đánh trống lãng nha. Đây này quýnh là im lắm á. Con đi vô à. Phan, ngồi đó đi. Làm gì nữa? Con Yến nó nói kìa. Nói nó rình hổng kìa. Anh hai anh em không à. Thôi mày rảnh quá Yến. Nói chuyện với ai? Yến nói đại gì á? Yến nói đại gì á? Trời đất ơi. Mày nói nó chà. À mẹ. Có đâu mày nói thiệt tình đàng hoàng. Có đâu mày nói kỳ mày. Mà tự nhiên mày con nghe làm trò gì chơi. Lấy vợ rồi gậy đâu ra. Con này nó bị bệnh rồi. Dạ rút cuộc là sao? Có đâu. Vậy là con này nó. À mẹ, à, mẹ. Mẹ. Chuyện trời. Vậy là con nó nói thêm con phải không? Đúng rồi. Mẹ đánh anh hai đi kìa. Anh hai làm sao đi kìa. Mẹ đây đi chị, con ăn cháu gà. Thôi con ăn cháu gà. Vậy là mẹ ăn cháu vịt. À mẹ. Mẹ đánh con không? Lấy cày đâu có nó xì nhơi gì mà. Stop. Mày nói chuyện bên hai mày hả? Hả? Chết. Ai bên em có hai? Chuyện bên mày. Mày nói chuyện bên hai mày hả? Đâu đâu nói chuyện nào? Lúc qua tao quýnh lập, tao quýnh bên hai mày rồi. Mày quýnh con, có ghệ kệ con. Có ghệ kệ ảnh kìa. Mày dập mắm thì mũi. À, à mày ép mẹ. Trời ơi, sao Phan đập dưới lên hai? Gì? Phan sao mày đâu rút rồi luôn. Ôi, nó khóc luôn rồi. Mày Phan mới giữ nè. Đau mẹ. Ôi, đau không? Mày chọn hay gì vậy? Ai biết cái chỗ em sao mà. Chết mẹ rồi. Cúng con mẹ mày nó. Trời ơi, cười ghê hả? Ôi, cho Phan sâu độc cho anh hai. Trời ơi, chạy nó bắn luôn. Trời ơi, ghê hả? Sưng luôn. Mày chọn bắn gì vậy? Bắn cây. Mày lấy cái thằng này, mày chọn lại đi mẹ nè. Hai bắn đi. Mẹ, nó cho Phúc thằng. Mấy này chọn lại ơi. Khóc luôn rồi. Bỏ tật thấy chưa. Ba nó chay nhẹ nhẹ mà. Ồ. Cái này là gì nè. Tao bị phải ăn cây. Cây nhỏ. Cây nào á. Chết mẹ rồi, cục vàng nó khóc rồi. Chết mẹ rồi, cục vàng nó khóc rồi. Để con mà chảnh ghê á. Chết mẹ rồi hay. Ôi, Phan sao mà đọc chưa á ta. Nó mày chọn. Mày Phan đâu chúng đó. Thì mày cầm cái cây mày thay thế chúng cái sầu riêng không? Cái sầu riêng này hả? Ừ. Trời ơi như cứt. Có sao không? Để máu rồi đi vô lấy nước đá thay à. Khóc gì khóc. Lấy dầu xích đó cho mau sưng. Thường nó nói là bún bắt cá là đau nhiều hơn. Mẹ trời. Đi bún bắt cá là đau. Đau trời thôi chúng ta đâu nghĩ súng đâu. Quắp đúng bún bắt cá không? Thử nào không? Có đau đâu? Đau bò. Mạnh lên. Đau, đau, tay. Cái nào nào? Lên muốn mày thử coi. Ôi trời. Vậy là đau dữ rồi, nắng tự bằng cây nào dữ ta nó tha, vô tay, vô tay dầu đi. Mà nhìn tha vậy. Ở cúng nữa này da giấy vậy á. Đừng có cái máu xúc da.
yếu đuối vô à. Vô đi. Con rảnh lắm, gình gình tao bữa nào đi hỉa để chỉnh như gình bữa. Trời bản gì mà đọc kêu ta, mấy cái này. Dám nói lắm à. Mấy chợ bằng cái gì á. Hai cái này không á. Vô à. Đúng là tiểu thơ, chạy đây. Ủa trời bằng cây nào cũng nghe ta. Điện tới luôn rồi.